Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 5 của trang web olm.vn Ở bài giảng hôm trước, chúng ta đã được tìm hiểu về hình tròn và đường tròn Ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang một khái niệm mới Đó chính là chu vi của hình tròn Vậy, chu vi hình tròn là gì? Các con hãy cùng quan sát hình vẽ dưới đây Ở đây, cô có một hình tròn có bán kính là 2cm cô sẽ đánh dấu điểm a trên đường tròn sau đó cô xoay đường tròn đúng một vòng các con hãy chú ý khi đó điểm a sẽ ở vị trí điểm b như thế này và độ dài của đoạn ab sẽ được gọi là chu vi của hình tròn ta sẽ thấy rằng chu vi này trong khoảng giữa 12,5 và 12,6 cm. Ta sẽ hiểu chu vi của hình tròn chính là độ dài của đường tròn và trong toán học chúng ta sẽ tính chu vi hình tròn đường kính 4 cm bằng 4 nhân với số 3,14, kết quả là 12,56 cm. Và bây giờ, cô sẽ nêu cho các con công thức để chúng ta có thể tính được chu vi của một hình tròn. Muốn tính chu vi hình tròn, ta sẽ lấy đường kính nhân với số 3,14. Các con đã biết là đường kính thì bằng 2 lần bán kính. Vậy, từ cách tính như thế này, các con còn suy ra một cách tính nào nữa liên quan tới bán kính? Đúng như vậy, thay vì việc lấy đường kính thì chúng ta sẽ lấy 2 lần bán kính. Nghĩa là muốn tính chu vi hình tròn, ta sẽ lấy hai lần bán kính nhân với số 3,14. Đây chính là hai cách để tính chu vi của một hình tròn. Ở đây cô có một hình tròn bán kính là R và đường kính là D. Các con hãy viết cho cô công thức tính chu vi C của hình tròn này theo R và D. Chúc mừng các con đã trả lời đúng. Chúng ta sẽ có công thức như sau. Với C là chu vi hình tròn, D là đường kính và R là bán kính của hình tròn đó thì C sẽ bằng D nhân với 3,14, đây chính là cách tính ở phía trên này. Còn đối với bán kính thì ta sẽ suy ra là C bằng 2 nhân R nhân với 3,14, chính là cách tính này. Các con hãy nhớ hai công thức để tính chu vi của hình tròn dựa vào đường kính hoặc là bán kính. Rất đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ lấy đường kính nhân với số 3,14 hoặc hai lần bán kính nhân với 3,14. Hãy nhớ số 3,14 đây là một số rất đẹp và quan trọng trong toán học. Áp dụng công thức này, các con hãy tính cho cô chu vi của hình tròn có đường kính là 5 cm. Đúng theo công thức ta sẽ suy ra được ngay là chu vi hình tròn trên sẽ bằng 5 x 3,14, kết quả là 15,7 cm và chúng ta có đáp số như thế này. Dựa vào đây, các con hãy tính cho cô chu vi của một số hình tròn xuất hiện trên màn hình khi chúng ta xem bài giảng trên trang web olm.vn. Chúc mừng, như vậy các con đã nắm được công thức tính chu vi của hình tròn. Bây giờ cô có bài toán thứ hai thực tế hơn như sau. Đường kính của một bánh xe đạp là 0,6 m. Các con hãy tính chu vi của bánh xe này. Câu B, người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu như bánh xe lăn được trên đất 10 vòng hoặc là 100 vòng. Ở đây chúng ta thấy là bánh xe sẽ có hình tròn, đã biết đường kính là 0,6 m rồi thì ta sẽ suy ra ngay được chu vi rất đơn giản đúng không? Theo đúng công thức. Còn với câu B người ta yêu cầu chúng ta tính rằng người đi xe đạp đi được bao nhiêu mét nếu như bánh xe lăn được những số vòng khác nhau bây giờ các con hãy cùng nhìn vào hình ảnh này đây chính là bánh xe khi bánh xe này lăn một vòng thì các con nhận xét cho cô quãng đường đi được sẽ có mối liên hệ gì với chu vi của bánh xe đúng rồi quãng đường đi được chính là chu vi của bánh xe đó vậy thì muốn biết người đi xe đạp đó đi được bao nhiêu mét Chúng ta chỉ cần lấy chu vi nhân với số vòng lăn của bánh xe, đúng rồi. Vậy thì dựa vào đây các con hãy trình bày cho cô lời giải của bài toán này. Chúc mừng các con đã trả lời rất đúng. Ở đây theo đúng công thức tính chu vi thì chúng ta sẽ suy ra được ngay chu vi của bánh xe này là 1,884 m. Với câu B như cô đã phân tích, quãng đường người đó đi được khi bánh xe lăn 10 vòng sẽ bằng chu vi nhân với 10 và kết quả sẽ là 18,84 m. Tương tự, quãng đường người đó đi được khi bánh xe lăn 100 vòng sẽ bằng 1,884 nhân 100 và kết quả là 188,4 m. Chúng ta sẽ có đáp số như vậy từ đây chúng ta thấy là khi biết bán kính của bánh xe, chúng ta sẽ tính được quãng đường mà người ta đi được khi biết số vòng lăn của bánh xe. Vậy là ở bài giảng ngày hôm nay cô trò chúng ta đã cùng đi tìm hiểu về công thức tính chu vi của hình tròn thông qua đường kính hoặc bán kính. Bài giảng tiếp theo cô sẽ giới thiệu tới các con về cách tính diện tích của hình tròn. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của olm.vn.